Nguyên Vy xin gửi lời chào thân ái đến khán giả của Vietface Houston. Và hôm nay đến với talk show cộng đồng, Nguyên Vy muốn giới thiệu đến quý vị một ngày live show của nhóm Houston Việt sẽ xảy ra ngày 12 tháng 5 2019. Địa điểm đó là Kim Sơn 59. Và ngày live show của Houston Việt là một ngày để nhóm Houston Việt có thể gây quỹ và cũng như là kêu gọi sự ủng hộ của quý vị đến với nhóm để làm sao các em có thể tiếp tục hoạt động trong cộng đồng và cũng như là những live show của các em sau này. Thì hôm nay Nguyên Vy rất hân hạnh có mặt hai em trong nhóm. Đó là trước tiên đó là Nick Vương, một người biên đạo của nhóm, và cũng như là nếu mà quý vị đã theo dõi những chương trình mà nhóm Houston Việt tham gia như là cái cuộc thi Hoa hậu Miss Vietnamese Universe ở Baby Club, thì trong cái phần mở đầu thì là Nick Vương đã biên đạo cho cái bài múa đó. Và người thứ hai mà có mặt hôm nay ở trên show đó là em Mercedes Fan, người đã đoạt được danh hiệu là Miss Vietnam Universe của ngày hôm đó. Thì trước tiên thì Nguyên Vy xin mời Nick và cũng như là Mercedes gửi lời chào đến quý khán giả. Em xin kính chào quý vị, chào chị Nguyên Vy. Em xin kính chào chị, chào quý vị khán giả của đài Vietface TV. Rồi, trước tiên thì bây giờ mình sẽ đi vô thẳng về cái ngày mà live show của Houston Việt đi. Thì không biết là với ngày live show của Houston Việt thì quý vị sẽ mong muốn gì từ cái live show đó? Thì xin đại diện cho nhóm thì em xin trình bày cho chị biết về cái live show ngày 12 tháng 5. Thì đó là như chị biết đó là ngày của mẹ, ngày Mother Day. Cho nên là tất cả những cái tiết mục đó đa số sẽ chủ đề thiên về mẹ. Và đó là sẽ là một cái món quà rất là đặc biệt cho những cái người mà bạn mà không biết dẫn mẹ mình đi đâu đó, thì có thể dẫn mẹ tới xem live show của chúng em. Thì đó là một cái món quà rất là đặc biệt cho các bà mẹ. Và ngoài ra thì ngoài việc coi văn nghệ thì quý vị cũng sẽ có được ăn uống và có những cái giải thưởng từ cái nhà bảo trợ nữa thưa chị. Wow, quý vị cũng thấy coi như là Houston Việt là một nhóm dance ở trong thành phố Houston của chúng ta. Nhưng mà với cái ngày gây quỹ này, một lần nữa Wendy kêu gọi quý vị đến. Trước nhất là mình cổ võ cho các em tiếp tục những cái sự hoạt động, cái đam mê về nghệ thuật. Thứ hai nữa đó là cái ngày Mother's Day mình có thể có một cái thời gian thoải mái với lại người mẹ của mình, đúng không? Quay qua với lại Mercedes đi. Thì thời gian mà em đi thi cái cuộc Hoa hậu Miss Vietnam Universe đó, thì em có những cái trải nghiệm ra sao? Có thể kể chút xíu cho quý vị nghe. When I was in the beauty pageant, it was a totally different experience than what I'm used to. It was I learned how to be more open, how to express myself and how to show the best version of myself, how to be confident. Okay. Thưa quý vị, với Mercedes đây là cái cuộc thi đã đưa em đến những cái gọi là thử thách mới, và cũng như là qua cái đó thì em đã học hỏi rất là nhiều qua cái cộng đồng Việt Nam của mình, qua những cái truyền thống, và cũng như là đã kết nối với rất là nhiều người Việt Nam ở đây cũng như là ở toàn thế giới đã đến với cuộc thi, đúng không? Thì qua cái cuộc thi đó và đối với lại nhóm Houston Việt thì em đã bắt đầu tham gia với nhóm là từ lúc nào, và em có những cái kỷ niệm gì vui có thể kể cho quý vị không? My favorite part with the dance group isn't actually the part when we perform. It's how close we are and how it's more like a family than it is an organization. Every month we celebrate the birthdays of that month. The members? Yes. Okay. And so when it was my birthday, everyone spent time together and we hung out. It was nice. Yeah. We got to spend time with each other. Dạ quý vị, lúc câu hỏi mà anh Vy đặt ra là với cái sự hoạt động trong nhóm đó, thì quý vị cũng biết là các em đây là hầu hết các em vẫn còn đang đi học, và cũng như là cũng có những thành viên cũng đi làm, cho nên sau giờ làm, sau giờ học đã gọi là tụ họp lại và cũng như là đã tập múa với nhau. Nhưng mà
trong cái thời gian mà mình tập với nhau thì tất nhiên không chỉ là lên sân khấu mà trình diễn thôi, nhưng mà cái kết nối, sự quan hệ nó trở thành thân thiết, bạn bè thành coi như là một cái gia đình vậy đó. Em Mercedes đây nói là mỗi tháng, cứ trong một tháng thì sẽ coi là trong cái nhóm coi có bao nhiêu cái ngày sinh nhật để mình tổ chức với nhau. Cái đó Huyền Vy thấy rất là tình cảm đó, tại vì ít khi mà có một cái hội nào hay hội đồng mà phải lo những cái phần đó, thường là mình chỉ có tới mình hoạt động rồi mình đi về. Ít khi mà mình có một cái sự quan hệ gọi là gia đình. Thì nếu mà nói như vậy thì trở lại với cái ngày live show, thì không biết Nick có thể chia sẻ với quý vị chút xíu là cái ngày đó vé sẽ bán ra sao, sự ủng hộ sẽ được ra sao? Thật sự thì nhóm đã thành lập cũng được một năm rồi đó chị, từ hồi tháng 5 năm 2018. Thì về kinh phí thì hiện tại là chúng em được nha sĩ Misty Trần and then Lizzy Trần bảo trợ. Nhưng mà tất nhiên là bảo trợ chỉ một phần nào thôi, chúng em vẫn rất là mong muốn là được quý đồng hương chào đón cũng như là chấp nhận chúng em là những người hoạt động nghệ thuật một cách chân chính. Và sự ủng hộ của quý vị ngày hôm đó sẽ có một cái ý nghĩa rất là lớn với tụi em. Và đặc biệt thì giá vé chỉ có 35 Mỹ Kim thôi. Wow. Dạ, chỉ có 35 Mỹ Kim thôi là quý vị đã có thể dắt mẹ của mình đi chơi tại nhà hàng Kim Sơn 59, xem văn nghệ và ăn những món ăn rất là ngon của nhà hàng 59. Ngoài ra thì cũng như em đã chia sẻ ban đầu thì mình sẽ có là những cái mini game cho mẹ con cùng chơi với nhau. Và sẽ có những cái giải thưởng lô tô và giải thưởng rất là giá trị nha chị. Còn giải thưởng là gì đó thì quý vị phải đến. Dạ, quý vị phải đến thì quý vị mới biết được. Đúng rồi, đừng có bật mí hết cái show. Dạ đúng rồi, em không biết hết đâu. Mà một điều mà em đáng tự hào nhất á đó, đó là như chị đã chia sẻ thì tụi em đi học là đa số. Một số bạn vừa đi học và vừa đi làm nữa. Mà một số bạn cũng như là bé Mercedes đây, bé Mercedes không rành tiếng Việt. Thì đó, chúng em cũng cố gắng, cũng có một số bé người nước ngoài không biết tiếng Việt luôn, thì cũng phải cố gắng làm sao để mà kết nối với nhau, thân thuộc với nhau, tập nó mới vui. Đúng rồi. Và từ cái ngày mà bé Mercedes đăng quang cái danh hiệu Hoa hậu người Việt ở Houston này đó, thì nhóm em gọi là như diều gặp gió. Dạ. Thật sự, tự nhiên cái nhóm mình có một cái gương mặt đại diện. Đúng mà rồi. Nó có một cái danh phận nhất định. Dạ. Thành ra show cũng đắt hơn. Nhưng mà thật sự mà nói thì nhóm đi diễn đa số là tụi em đi diễn thiện nguyện cho chùa, nhà thờ. Thì từ những cái đó thì quý đồng hương thấy tụi em diễn có duyên, họ sẽ book tụi em đi diễn đám cưới chẳng hạn, hoặc là những cái buổi khai trương. Thì đó, cái phần tiền đó là giúp cho chúng em sinh hoạt và để mua quần áo này nọ. Và đó cũng là cái phần tiền đó để chúng em có thể tổ chức được cái live show sắp tới đây. Thật ra em rất là mong là quý vị đồng hương sẽ tới ủng hộ tụi em để cho tụi em có kinh phí tiếp tục hoạt động văn nghệ chị. Dạ, quý vị cũng thấy đó, giống như Nick đã thưa, coi như là những cái thời gian mà các em ngoài cái phần mình đi học, mình đi làm, các em cái sự đam mê trong cái nghệ thuật thật sự có. Quý vị cũng biết là sau cái một ngày dài mà làm đi học mình cũng mệt rồi, rất là mệt rồi mà làm sao còn có sức mà để đến mà mình còn tập thể thao nữa. Cái này coi như là cái này là tập thể thao đó, đúng không? Yeah. Mà sự đam mê của nghệ thuật đã đưa các em đến với nhau. Thì Huyền Vy nghĩ là với cái ngày live show này, giống như với cái giá 35 đồng quá là rẻ, tại vì khi mà quý vị đi ăn một bữa thôi mình cũng đã spend những cái tiền đó rồi, thì với cái sự ủng hộ của quý vị không chỉ đưa đến chút xíu cái tiền cho các em, mà Huyền Vy nghĩ là một cái sự hiện diện của quý vị sẽ làm cho các em cảm thấy rất là tự hào là các em vẫn đam mê nghệ thuật, mà nhất là những cái bài hát của Việt Nam nữa. Nếu mà quý vị đã theo dõi Houston Việt thì những bài múa các em chọn lựa đó rất là ý nghĩa trong những cái chương trình như là bên chùa nè, hay là những cái live show. Về cái phần bảo trợ đó và cũng như là vé đó, thì phải liên lạc với ai hay là cái số điện thoại nào có thể liên lạc để book vé? Dạ thì nếu như quý vị mà có chơi Facebook là trên mạng xã hội đó, thì quý vị có thể vào cái fanpage của nhóm là Houston Việt Dance. Thì từ đó quý vị có thể inbox cho admin của group, là admin của group sẽ respond quý vị là mình có thể mua vé như thế nào. Hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc vào số điện thoại ở bên dưới đây là của chị Thu Vân. Thì chị ấy sẽ cho quý vị biết là có thể lấy vé ở đâu.
và sắp xếp bàn ghế cho quý vị ngồi, mà có nghĩa là mình sẽ được ngồi gần những người mình quen đó chị, thì nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Ngoài những cái vé ủng hộ của quý vị thì Uyên Vy cũng kêu gọi những mạnh thường quân mà có business xin hãy sponsor cho show của các em. Tại vì quý vị cũng biết là các em ai cũng tự nguyện để đến với nhóm múa và cũng như làm cái live show thì chi phí cũng cao chứ không phải là vừa đâu quý vị. Cho nên những cái sự ủng hộ của quý vị thì Uyên Vy nghĩ là sẽ giúp cho các em có thể được thêm cái sân khấu, hay là một tiền mà quý vị ủng hộ Uyên Vy nghĩ là sẽ sử dụng được cho cái live show nó hoành tráng hơn, đúng không? Thật sự mà nói thì cái này khi mà tụi em quyết định tổ chức live show á chị, mình cũng rung luôn đúng không? Thứ nhất là rất là rung, mà thứ nhì á là những cái đàn anh chị đi trước á ai cũng nói tụi em liều hết trơn á, tại vì tụi em chỉ mới có một năm thôi mà làm đi diễn tiền bao nhiêu là đổ vô mua quần áo để dành ở đó, chị để ấp ủ cái ước mơ là được tổ chức một cái live show. Có nghĩa là mình danh chính ngôn thuận, mình cho cộng đồng thấy được là tụi em đang tồn tại, tụi em đang hoạt động và tụi em hoạt động hiệu quả. Uyên Vy thấy những cái chia sẻ của Nick, Uyên Vy nghĩ là quý vị nếu mà đến được với cái ngày live show thì quý vị sẽ thấy không chỉ từ cái phần mà các em đã hoạt động trong một năm vừa qua, nhưng mà với những cái tiết mục các em đã bỏ những cái công sức ra sao, những cái trang phục ra sao để làm một cái complete, đúng không? Và Uyên Vy mong một lần nữa quý vị hãy ủng hộ các em. Uyên Vy xin hỏi Nick và cũng như Mercedes có thể chia sẻ thêm là trong nhóm mình bây giờ khoảng chừng có bao nhiêu em mà gọi là tham gia thành viên đó? Nếu tính đến thời điểm này từ cái ngày thành lập đó thì chắc cũng hơn 20 em rồi. Tụi em cũng rất là năng động trong việc tìm kiếm, mặc dù là biết là mấy em đi học, thật sự là học rất là nhiều đã, nhưng mà cuối tuần cuối ngày đó thì cũng tranh thủ đi tập và đi diễn. Cho chị hỏi, mình thường một tuần mình tập bao nhiêu ngày? Thường thì tụi em keep track là một tuần tụi em tập một buổi tối thứ tư, nhưng mà có show là phải tập nhiều hơn, maybe tối thứ năm, tối thứ sáu, có nghĩa là tối nào cũng tập, đúng không? Tối nào cũng tập, và có khi là tập tới 12 giờ đêm luôn chị, và sáng sau lại đi làm. Thật sự mà nó phải nói là có tâm dữ lắm mới có thể là đi tới bây giờ. Đúng. Và ở đây á, thưa quý vị, thì thành viên thì rất là nhiều mà không thể nào mà đưa lên hết được. Thành ra chúng em chỉ đưa lên đây là 3 thành viên nổi bật nhất thôi. Coi như là 3 đứa lên luôn đó. Thật sự mà nói, chị Vy đây cũng là một thành viên mới của nhóm. Thì chị Vy đi hát thì hát hay đó giờ quý vị biết rồi. Thành ra chị Vy cũng mang đến cho nhóm nhiều cơ hội hơn. Thì nhân đây em cũng cảm ơn chị đã tham gia nhóm cùng tụi em. Ngoài ra nữa, cái điểm tự hào nhất, thật sự không thể nào không nhắc tới, đó là bé Mercedes. Thật sự bé rất là giỏi. Chị biết có những cái người phụ huynh á, lúc mà có một số phụ huynh cho con em đi vào nhóm không bao lâu thì họ rút ra, tại vì họ nói là do ảnh hưởng tới học tập. Thì thật sự em cảm thấy điều đó rất là buồn và nó không có đúng. Sự thật là như vậy, tại vì đây bé Mercedes Phan đi tham gia với nhóm từ cái ngày mới thành lập cho tới bây giờ, và bé mới đậu vào trường nhà ở bên Canada chị. Và bé chỉ mới có 18 tuổi thôi. Đây là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Và ngoài ra những bé khác thành tích học tập cũng rất là tốt. Cho nên đối với em mà cái việc mà cho con em mình đi tập văn nghệ đó, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Tại vì nếu như nó không đi tập văn nghệ thì nó cũng sẽ đi trà sữa, nó cũng sẽ đi chơi game, đúng không? Thì đi đây thì nó có exercise, thì mấy đứa nhỏ thật sự trong nhóm nó rất là năng động. Chị cũng thấy rồi, đứa nào nó cũng rất là năng động, nó rất là hoạt náo, cũng lanh lợi hết, và thành tích học không hề bị ảnh hưởng. Thì em thấy là như vậy. Như em đây, em cũng tốt nghiệp được. Có nghĩa là mình cảm thấy nó không có ảnh hưởng chị. Đúng. Cái đó đúng quý vị. Tại vì bản thân Uyên Vy thôi, khi mà tham gia nhóm các em đó, thì lúc đầu đó là chị cũng giống như mọi người, cũng nghĩ là thôi mình bỏ 1 tiếng, 2 tiếng để gọi là exercise cho nó khỏe thôi. Nhưng mà khi mà đã vô với nhóm rồi quý vị, thấy các em năng động, cái sự đam mê với nghệ thuật làm cho Uyên Vy bắt đầu mình kêu cái sự gọi là trẻ trung á nó trở lại với Uyên Vy, dù là Uyên Vy không phải là già nha quý vị, nhưng mà mình cũng có một cái số tuổi rồi, cho nên hoạt động với những em như là 18 tuổi, 20 mấy tuổi thì Uyên Vy cảm thấy như là cái sự trẻ trung nó cũng trở lại với mình cũng năng động tưng theo các em luôn. Những cái sự đam mê với nghệ thuật họ có, và
các em cũng không có quên những cái vai trò mình cần phải làm như là đi làm hay là đi học. Các em ở đây cũng luôn luôn nói với nhau là ồ, mình nhảy thì nhảy đó, nhưng mà vẫn ủng hộ nhau về phần học, về phần đi làm, coi như là mình ủng hộ nhau ngoài cái nhóm nữa. Houston Việt Dance, it's a wonderful organization. It's something fun to do, something that will to make your schedule fun if you are busy. It's not something you have to do all the time. It's a way for you to relax, have fun with the great crowd, and at the same time get in touch with your culture as well, being that it's a Vietnamese fusion dance. Với Houston Việt, một lần nữa là khi mà mình tham gia nhóm đó, không phải là mình phải đến hàng tuần hay là những cái ngày tập. Có khi mình bận việc hoặc là mình bận test thì cũng tạm ngưng được và sau đó mình trở lại. Thì với nhóm lúc nào những cái việc làm của các em và cũng như là cái việc học các em là đi trước. Cái nhóm là luôn luôn chỉ có support và cũng như là một cái sân chơi lành mạnh cho các em để tham gia thôi, đúng không? Trước khi mình đi thì hai em chào quý vị đi. Thì một lần nữa em cùng bé Hoa hậu Messi Địa Phan kêu gọi quý vị chúng ta hãy đến ủng hộ chúng em bằng cách là mua vé tham gia xem live show cũng như là dùng bữa chiều cùng với nhóm tại nhà hàng Kim Sơn 59 vào ngày 12 tháng 5 lúc 6 giờ. Thì đây cũng sẽ là một cái kỷ niệm rất là đẹp dành cho bé Messi Địa Phan trước khi con đi vô học trường nha, đúng không? Con có thể nói vài lời với khán giả. Con xin kính chào quý vị. Và một lần nữa Vy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị đến với lại live show Houston Việt ngày 12 tháng 5 2019 tại nhà hàng Kim Sơn 59 và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ sau.